Chào. Tôi xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cũng nay khá là lâu rồi mình chưa có quay clip đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ bắt một con gà. Hôm nay chủ nhật nè, con mình nó không có đi học thì giờ mình bắt con gà vô mình hấp cho hai đứa con mình ăn. Bây giờ mình cho gà ăn rồi mình bắt gà nha các bạn. Đây thì nhà mình có nuôi được bầy gà nè các bạn. Xe đẹp quá ta. Xe gì đẹp quá vậy? Chào cô chú nè. Nè, chào cô chú nè. Chào cô chú. Gà này gà đi bộ. Giờ mình mần các bạn theo dõi clip mình nha. Thì con gà thì mình cũng đã làm xong rồi nha các bạn. Giờ mình ốp xương xương, mình để tầm khoảng 15 phút rồi mình hấp nha. Cho một ít tỏi. Xíu muối. Một ít đường. Một ít hạt nêm. Một ít nước tương. Rồi các bạn trộn đều lên nha. Trộn đều lên để tầm khoảng 15 phút rồi hấp. Tôi bỏ cái giò nó vô trong cái bụng nè. À. Kẹp cái đầu nó vô. Xong. Mua mớ rau nè, hồi ăn kèm. Một ít ngò rí. Với lại dưa leo nè. Đây là nấm đùi gà. Đây là nấm kim châm. Chút nữa mình hấp mình bỏ vô chung luôn. Còn rau này thì mình để mình ăn sống. Giờ trong khi chờ đợi gà thì mình đi rửa rau nha các bạn. Thì con gà mình ốp cũng được 15 phút rồi nha các bạn. Giờ bắt đầu mình hấp nha. Hấp cách thủy. Bỏ vô. Thì gà này gà tơ chứ độ mình hấp khoảng chừng 30 phút. Mm-hmm.
Gà mình hấp được 25 phút rồi nè các bạn. Để mình xăm thử cây nó chín chưa. Gà non này chắc gà này nó cũng chín rồi. Ôi đâm vô nó xịt nước quá. Nghiêm sớm rồi. À, chắc chín rồi đó. 5 phút nữa. Con gái chờ bà nấu lâu quá ngủ luôn rồi các bạn ơi. Tội nghiệp quá. Chờ bà nấu gà lâu quá ngủ luôn rồi. Còn con trai nè. Con trai còn chơi nè. À. Chơi nè. Chào cô chú ơi. Xe tối ngày đòi mua xe. À, xin chào cô chú. Chào cô chú. Để bùm 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 đi. Ngủ luôn rồi. Nè làm sao? Hai ngủ. Bây giờ mình bỏ nấm vô. Gà mình cũng đã chín rồi các bạn. Mời cô chú anh chị các bạn ăn chung với hai cho con mình nha. Mời cô chú ăn chung với hai cho con mình. Chân cho. Đó. Mời các bạn nha. Chấm vô. Kèm với cơm bạn ơi. Gái mình ngủ mới vậy. Nước này nước luộc gà nãy. Thank you.
Chặt rau vô. Đợi nấu lâu quá buồn ngủ ngủ luôn mới dậy. Đói ăn rồi. Đứa này dậy cái tới đứa kia ngủ rồi các bạn. Thank you.
Tỏi các bạn. Rất là dai. Nước này của gà ra nè các bạn, ngọt cực kỳ. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Video mình cũng khá là dài này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video clip sau. Bye bye.